Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã có buổi tiếp các đơn vị doanh nghiệp đến trao hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt này, Công ty Tư vấn và Phát triển Tài nguyên nước ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Thủy điện Miền Trung ủng hộ 90 triệu đồng, Sở Xây dựng thành phố ủng hộ 250 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng ủng hộ 50 triệu đồng, VSK Group ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á ủng hộ 1 tỷ đồng, Chùa Linh Ấn thành phố Đà Nẵng ủng hộ 100 triệu đồng, Cán bộ công nhân viên VNPT Đà Nẵng ủng hộ 150 triệu đồng, Công ty Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng ủng hộ 500 triệu đồng, Tập đoàn Phương Trang ủng hộ 20 tỷ đồng, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Sông Hàn ủng hộ 300 triệu đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Sang, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê ủng hộ 50 triệu đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ủng hộ 21 triệu 600 ngàn đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng ghi nhận tấm lòng của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định đây là sự hỗ trợ kịp thời để Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có thêm nhiều nguồn lực để ứng phó với đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết, số tiền hỗ trợ sẽ được công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và phân bổ kịp thời để mua vaccine phòng COVID-19, mua máy thở, trang thiết bị, vật tư y tế, hỗ trợ cho các đối tượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ cho các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân nặng. Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ là hơn 35 tỷ 840 triệu đồng.